Cô không sợ người ta cười cô à? Anh Mẫn cô im đi, tôi không muốn nghe cô nói gì nữa hết. Cô đi về đi. Đi về. Nhỡ nói cho em những lời đó sao? Em Quyên, vô phòng anh. Sẽ giúp cô được phần nào. Có lẽ đời cô đã gặp nhiều đau khổ, hãy cố chịu đựng. Cuộc đời còn dài, cái chết không giải quyết được gì đâu. Cô hãy cố gắng quên đi tất cả. Cô có vẻ mệt, vào kia dùng chút gì cho khỏe. Dạ Lan nổi tiếng mau quá ha. Báo nào cũng nói đến tên, cứ vài tuần là tới hình trên sập báo. Tôi thấy cô đóng kịch cũng tài lắm đấy chứ. Thôi, anh ngạo hơn rồi đó. À, nhắc tới chuyện cô và Dã Lan thân nhau trong một trường hợp hy hữu, khiến tôi nhớ tới một vụ mới vừa xảy ra đây. Vụ gì đó anh? Bí mật lắm hả? Chả có gì là bí mật cả, nhưng người ta lại hay làm ra vẻ bí mật. Nhưng chắc ly kỳ lắm ha. Vâng, chỉ ly kỳ với những người ngoại cuộc. Vậy đối với Hương chắc ly kỳ lắm đó. Tôi là tài tử đóng phim, các chú theo nghề hát, cô cũng khổ quá ha. Dạ khổ thì chịu được, mà cái tình đời bạc bẽo kiểu bà bầu kia thì cho vàng. Tụi tôi cũng không ham nữa, hát mệt mà không được cắt bạc ăn cháo. Các chú về đóng phim cho tôi sung sướng hơn, mỗi năm dư bạc triệu lận. Thưa cô, đóng phim là... Là đóng bàn ghế thủ giường, là làm thợ mộc, đồ ngu. Bậy, đóng phim là đóng hòm đó. Đóng hòm đằng cho ông bà già vợ mày hả? Đóng phim là hát bóng đó cha. Vậy hả? Gì? Cái đó được à. Dạ tối nay tụi tôi đóng với cô liền ha. À, cái khăn. Cứu con nào. Ly kỳ lắm, để anh kể em nghe. Tôi hết chịu nổi rồi. Chiếc khăn này có lẽ của một người đẹp, tặng cho người yêu làm kỷ niệm. Còn ở đâu? Ai biết. Anh mê nó phải không? Chưa, mới thích thôi. Đồ phản bội, đã thích cùng về đây làm gì? Gì mà dữ vậy, để anh kể cho em nghe. Chiếc khăn này anh vừa lấy cùng đối thủ, anh cảm động, thương cho người chết, thương luôn người yêu của nó.